Camina, xin chào mọi người. Chúng ta đến với nội dung liên quan cụ thể có tính chất chuyên môn và có thể là có những cái bất ngờ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án của cháu vương An. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, trên màn hình thì mọi người cũng đã thấy về quyết định đưa ra xét xử rồi. 8 giờ sáng, xét xử công khai tại địa chỉ là số 131 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ở phòng xử án của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai thì ở đây trước khi đi vào bình luận những cái nội dung liên quan chuyên môn và diễn biến có thể là rất là bất ngờ xảy ra tại phiên tòa thì tôi cũng có những cái kiến nghị như thế này thứ nhất là trong phiên tòa đó nên để cho Thái và Trang mở khẩu trang nếu mà chưa mở thì luật sư của cháu An nên có kiến nghị người nhà kiến nghị thì tôi không mong mà tôi mong là luật sư kiến nghị bởi vì Mong người nhà của cháu Vân An kiến nghị, đặc biệt mẹ cháu Vân An á, thì tôi cũng chẳng hy vọng gì để kiến nghị. Đâu. Thứ hai, tôi hy vọng rằng á, bằng một cái trái tim mà xúc cảm nhất thì người nhà cháu An nên có một cái di ảnh của cháu cầm vào phiên tòa đi. Tôi chưa thấy một cái phiên tòa nào mà lạnh lùng, vô cảm đến mức mà không có một bức di ảnh của cháu. Đừng có nói rằng trong tim đã có cháu nên không cần cầm di ảnh có những cái thứ trong tim mà là bạn biết nhưng mà chúng tôi không được biết và nhiều người không nhìn thấy cái điều mà bạn đang có và có những thứ mà tôi nói không phải cứ nói nên lời cứ đưa bức ảnh vào đi tôi muốn coi khi mà thái nhìn vào bức ảnh đó của con gái mình thì có cái cảm xúc như thế nào trên cái gương mặt đó trên cái cơ mặt đó và tôi thấy rằng cái hiệu quả việc cầm bức ảnh của cháu vào phiên tòa là có kể cả bên hội đồng tố tụng cũng vậy người ta nhìn vào bức ảnh đó người ta sẽ có những cảm xúc khác bởi vì ai cũng có con có cháu ấy nhé tôi hy vọng điều này sẽ được người nhà của cháu sẽ được luật sư của cháu chú ý vào còn riêng cái phiên tòa xét xử công khai thì chúng ta cũng thấy rồi cái độ nghiêm ngặt nó diễn ra có có thể là như lần thứ nhất thậm chí là hơn và lần thứ nhất thì chưa có những cái nghị quyết ra đời trong cái việc thắt chặt về việc đưa tin live stream này kia chụp hình này kia trong phiên tòa phải có sự cho phép của hội đồng xét xử thì nó càng khó hơn lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 7 nữa nhưng mà tôi vẫn hy vọng rằng cũng có ý kiến của người nhà cháu Vân An cho báo chí tác nghiệp nhưng mà e rằng tôi vẫn đánh giá cái ý kiến cái mong muốn chúng ta cũng khó được thực hiện bởi vì tôi nhận thấy những cái điều mà gọi là tảng băng chìm tôi nói thì mọi người sẽ buồn ấy, nhưng mà tôi vẫn nghĩ thế này đối với vụ án cháu vân an ấy, tôi vẫn muốn mong muốn hy vọng mọi người tham gia đầy đủ bởi vì cái tình thương đối với cháu an tôi không muốn cháu cô độc tuổi hơn và tôi muốn lấy lại công bằng cho cháu muốn dành tình thương cho cháu cho nên trong cái vụ này tôi hy vọng mọi người chỉ nghĩ đến cháu là điều đầu tiên thứ hai nữa chúng ta nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ khác bây giờ thì tôi vào nội dung nó có tính chuyên môn một chút trên cái văn bản này thì mọi người biết về việc à, những à, về cái khung các cái điều khoản các cái khung mà nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái bị, bị đề nghị đưa ra để xét xử về các cái tội danh này ở đây á, mọi người chú ý vào cái nội dung này vì sao vì sẽ có có thể có những cái bất ngờ tại à, phiên tòa nguyễn võ quỳnh trang á, thì ở đây bị hai tội tội à, giết người ở cái các cái khoản này khoảng b mọi người nhìn lên màn hình khoảng b điều 123 của bộ luật hình sự đó là à, giết người dưới 16 tuổi Thứ hai là điểm N có tính chất côn đồ của điều 123 luôn ha. Và thứ ba, điểm quy của điều 123 là vì động cơ đê hèn Đó. Mọi người nhìn lên cái điều thứ nhất liên quan Nguyễn vọng quần trang. Điều này nói lên điều gì? Là Nguyễn vọng quần trang có tới ba cái tình tiết tăng nặng đối với ra tay đối với người dưới 16 tuổi động cơ đê hèn và có tính chất côn đồ cho nên á, riêng cái tội mà giết người này thì Trang đã có thể nhận án tử rồi. Chưa kể rằng trang bị uh, truy tố về cái tội uh, hành hạ người khác ở khoảng 2 án từ 1 đến 3 năm. Án cao nhất. Chúng ta thấy cái điều 140 về cái tội hành hạ người khác nó có 2 khung, khung 1 và khung 2. Thì bị uh, đề nghị truy tố ở khung 2 từ 1 đến 3 năm, tức là cao nhất là 3 năm. Cho nên uh, cá nhân tôi vẫn nhận định trong cái phiên tòa sơ thẩm của ngày 25 tháng 11 tới thì Quỳnh Trang đó nhận án tử. Còn Thái nè, Thái là cái không này luôn cũng không 2 của cái tội hành hạ là không cao nhất là 3 năm. Ngoài ra thì ở cái tội tra dấu tội phạm thì Thái chỉ bị có khung một thôi. Điều 389 tội tra dấu tội phạm thì có hai khung. Khung một á, là từ là cao nhất là 5 năm. Ha. Nhưng mà khung hai á, là cao nhất là 7 năm nhưng mà Thái chỉ có bị cái khung một thôi mặc dù lấy hành động của Thái thật là khủng khiếp xóa dữ liệu camera rồi chừng trừ không có đưa cháu Vân An đi vào bệnh viện bởi vì sợ bị bại lộ nhưng mà bị khởi tố ở khung một thôi đó mà người nhìn lên cái chỗ một số hai Nguyễn cứu trung thái để chúng ta nắm rõ là họ hai cái bị căng này sắp tới là bị cáo đã đang bị đề nghị truy tố trong những cái khung nào để nắm. Tuy nhiên ở đây nè, tôi lưu ý mọi người. Về điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan về giới hạn xét xử thì có thể có những cái bất ngờ trong cái phiên tòa xét xử sắp tới bởi quyết định của hội đồng xét xử. Trước đó tôi sẽ bình luận chỗ đó, tôi nói chỗ này trong một cái bài phỏng vấn của một tờ báo ngày 14 tháng 11 năm 2022 á, thì luật sư Thơm có nói về vấn đề này đó là có thể thay đổi tội danh của bố đó, của cháu Vân An ngay tại tòa Rồi, lý do thì đây, có nói ở đây nè có thể được hội đồng xét xử xem lại và viện xem xét lại là có cơ sở dựa trên cái nội dung này dựa trên giới hạn của viện xét xử ở điều 298 Mọi người xem Tôi chú ý cho mọi người vào cái khoảng 3 đó Khoảng 3 của điều 298 bộ luật tố tụng hình sự Thì ở đây cái quyền hạn của bên hội đồng xét xử có thể Đưa ra một cái tội danh để mà xét xử tội danh nặng hơn cái tội so với viện kiểm sát đã truy tố Và nếu tất nhiên viện kiểm sát họ không đồng ý thì họ có quyền kháng nghị Nhưng ngay trong cái phiên tòa về cái tội mà viện kiểm sát chưa truy tố thì tòa có thể truy tố một cái tội nặng hơn ở đặt, ở khoảng 3. Cho nên tôi mới nói là lý do tại vì sao luật sư Thơm nói rằng có thể thay đổi tội danh của Thái. Riêng ở cái chỗ mà điều 389 á, về cái tội che giấu tội phạm của Thái hiện nay đang bị khởi tố khung 1 thôi. Nhưng mà cao nhất thì là phải là là cái án tới là khung 2. Thì ở đây này theo cái giới hạn về xét xử á, thì bên tòa án có thể tăng lên cái khung 2 là 7 năm của cái tội tra dấu tội phạm. Mọi người đọc khoảng 2. Ha. Đó là tòa án có thể xem xét bị cáo theo khoản khác với khoản mà viện kiểm sát đã truy, tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà viện kiểm sát đã truy tố. Có nghĩa bây giờ cái điều uh, 300 89 tội cho giấu tội phạm mới khởi tố cái khung nhẹ là khung 1. Thì tòa có thể đưa ra một cái khoảng nặng hơn là khung 2. Cho nên đó, tôi mới nói rằng trong cái phiên tòa sơ thẩm có thể là có những cái bất ngờ nó diễn ra. Bất ngờ diễn ra hay không đó, thì tất nhiên nó thuộc vào ý chí của hội đồng xét xử và dựa trên những cái bằng chứng những cái lập luận mà hội đồng xét xử đưa ra tại phiên tòa. Bản thân chúng ta luôn luôn có một cái ý chí rằng là chuyển đổi tội danh hoặc là bổ sung tội danh của Thái sang tội như là Nguyễn Võ quân trang là hợp hợp tình hợp lý là đúng người đúng tội đúng pháp luật nhưng mà đó là ý chí của chúng ta và tôi hy vọng rằng hội đồng xét xử sẽ thấy rõ điều này hội đồng xét xử những cái người tiến hành tố tụng thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Tuấn thẩm phán là bà Đặng Thị Bích Loan thẩm phán dự khuyết là ông Phan Trịnh Minh Đức, bà Trịnh Thị Lệ Quyên. Còn các hội thẩm nhân dân thì có bà Đặng Thị Huệ Tú. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tìm ra được tất cả những cái lập luận để có thể có một cái bản án công tâm nhất đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Chúng ta có quyền hy vọng. Nhưng mà để có một cái sự hy vọng về một cái sự quyết liệt về cái ý chí của hội đồng xét xử thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của người nhà của cháu Vân An trong ngày xét xử nó có cái tác động không kém. Chúng ta biết rồi, cái cảm xúc và cái tâm lý chúng ta đó đôi khi nó rơi vào thời điểm. Cái thời điểm đó, cái hôm xét xử đó, nếu mà người nhà của cháu có cái sự quyết liệt, đem di ảnh của cháu có những cái lời nó quyết liệt để xét xử, để không bỏ lọt tội danh đối với người Nguyễn Kim Thoa thế nào thế nào đó, thì nó tác động vào cái ý chí của cơ quan chức năng rất là nhiều của tòa án rất là nhiều của hội đồng xét xử rất là nhiều cho nên chúng ta hy vọng rằng là mẹ của cháu Vân An ngày hôm đó xuất hiện sẽ không như lần thứ nhất nữa không như ngày 21 tháng 7 nữa giữ được cái thần thái cái thần thái ở đây không phải là thần thái của cái người bị hại mà một cái tội phạm mà thần thái của người bị hại gần một năm trời rồi không lý gì tại tòa đi không vẫn đứng không vẫn mà mang áo quần thì tôi cũng không nghĩ không cần thiết phải mang đến thui lùi từ đầu chí cuối như thế khẩu trang đen giày đen Giày cao gót đen quần đen áo đen sơ vin và khẩu trang đen cái gì cũng đen thui như thế tôi cũng nghĩ không cần về mặt hình thức tôi nghĩ không cần đơn giản hóa cũng được mang cái bộ đồ trắng cũng được bởi vì vành khăn tang Người Việt Nam châu Âu thì họ hay dùng trang phục màu đen Còn người châu Á Thì hay dùng màu trắng nhiều hơn Và tôi thấy rằng Cái màu trắng thật ra nó gây cái thiện cảm nhiều hơn Cái màu đen thùi lùi như thế Với đen thùi lùi thì Thường mafia họ hay dùng màu đen Rồi thể hiện mình là phong cách Thật là Kiểu như là Ngôi sao này kia ta hay dùng một cái Màu bí hiểm Tôi muốn đơn giản Và đơn giản nhưng mà hiệu quả mà, mà thôi mang màu gì cũng được miễn sao cố gắng giữ được cái cái trạng thái thẳng người lên ngồi ngay ngắn lại có khắp cũng được nhưng cũng phải thể hiện cái sự ngay ngắn đừng cúi đầu cúi cổ và lủi lủi lũi đi giống như là tội phạm vậy và nên có một cái tấm dành của cháu đó là thật lòng tôi muốn nói thôi còn tôi không muốn dị hòa vi quý tôi không muốn kiểu như là làm đẹp lòng ai mà tôi muốn những cái gì đó nó thực tế. Còn tất nhiên tôi và mọi người chúng ta không phải là họ, chúng ta không thể biết họ đang nghĩ gì, muốn gì một cách thực sự. Nhưng đây là vụ án mà dư luận người ta quan tâm, người ta thương yêu và người ta theo dõi thì hy vọng là chúng ta sẽ không bị thất vọng về điều gì đó đó, đúng không? Chứ còn thực ra cái quyền lợi của họ hay là các cái mục đích của họ thì nó còn phục vụ cho họ nhiều hơn là chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể đòi họ những cái thứ mà nó thực sự không phải là của chúng ta đó nội dung tôi dừng ở đây ha và tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cái diễn biến trong phiên tòa tôi sẽ cố gắng live stream trong ngày hôm đó để phục vụ mọi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại